Xin chào các anh em thân thiết của Minh Phụng Music. Âm nhạc không chỉ là những giai điệu đơn thuần mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Xin mời anh em nhắm mắt lại và thưởng thức những giai điệu êm đềm của một bản nhạc nào đó và cùng mình đi trong buổi giao piano Cutman KS7S đến với gia đình em trai tại quận 12. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Piano và team đã đến nhà khách. Thùng piano được mở ra, tất cả các bộ phận của KS7S đều được phủ ni lông bảo vệ, giúp từng chi tiết đàn an toàn tránh chảy xước. Sau đây là những lợi ích của việc chơi đàn piano mang đến cho các bạn. Đầu tiên, piano giúp kích thích trí não và tăng cường khả năng xử lý thông tin. Bên cạnh đó, việc học và ghi nhớ các bản nhạc và kỹ thuật chơi đàn piano sẽ cải thiện trí nhớ và khả năng tư duy của bạn. Chơi đàn piano còn đòi hỏi sự tập trung cao độ, giúp người chơi phát triển khả năng tập trung và kỷ luật. Và cuối cùng, nó sẽ giúp bạn thư giãn tinh thần và giải tỏa stress. Nhân viên đang chuẩn bị quà tặng cho em, đó chính là ghế piano cao cấp kỹ càng với ốc được siết chặt ở bốn chân đầy chắc chắn. Và đây hình dáng của Cutman KS7S, màu đen của đàn toát lên sự sang trọng bên cạnh lớp siêu mới, khiến cho bất kỳ khách hàng nào cũng muốn chạm vào để bóc ngay. Khi sở hữu cây đàn, khi em bắt đầu bóc siêu, không khí trong phòng trở nên hồi hộp, làm cho giây phút này trở nên thú vị hơn. Còn đây là cảm giác của em trai khi được bắt đầu tìm hiểu về một nhạc cụ mới, vô cùng sung sướng và háo hức. Không để anh em chờ đợi nữa, ngắm nhìn vẻ đẹp trên piano Cutman nào. Đầu tiên sẽ là cơ chế đóng mở đàn, chỉ cần dùng tay kéo nhẹ lên xuống dễ dàng. Kế đến là giá nhạc, mang lại sự thuận tiện và kích thước lớn giúp cho người chơi đặt sắp nhạc iPad luyện tập tại nhà với bề mặt gỗ hoàn thiện, cùng điểm nhấn từ thương hiệu Cutman thể hiện giá trị cao cấp và chất lượng từ nhà sản xuất Anh Quốc. Qua các điểm nhấn trên, anh em sẽ thấy được KS7S chính là cây đàn mà các bạn nên sở hữu với chất lượng âm thanh tuyệt vời cũng như tô điểm không gian sống của bạn. Phím đàn KS7S hội tụ sự tinh tế với 88 phím đen trắng xen kẽ đầy quen thuộc của đa số các dòng piano hiện nay, cùng vị trí các nút chức năng sắp xếp thông minh được ghi chú hướng dẫn chi tiết dưới phím đàn thuận lợi cho người chơi. Bộ ba pedal màu bạc ấn tượng giúp người chơi tạo được những bản nhạc cảm xúc nhất. Còn đây, bước vào thế giới âm nhạc đầy sức sáng tạo trên KS7S bằng những chức năng bên trong đàn nhé. KS7S trang bị 88 phím đàn với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn, 192 polyphony, số lượng bài hát đa dạng với 100 bài, 30 âm sắc. Chức năng trên đàn cực kỳ ấn tượng với metronome đếm nhịp, Trinova trộn tiếng, Jespo tăng giảm tông, cổng USB giúp bạn kết nối máy tính bảng, điện thoại thông minh dễ dàng hỗ trợ truyền nhận dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số, kết nối không dây với các app phòng nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng MIDI Bluetooth ngay trên đàn, giúp tiết kiệm diện tích dây cáp phải dùng. Bên cạnh đó còn có trang bị hai cổng phone vô cùng tiện lợi, sẽ truyền âm thanh đến tai nghe và cả phát ra loa đàn. Ngoài ra, KS7S sở hữu hai loa dưới thân piano với công suất 20W tích hợp trực tiếp bên trong đàn với công nghệ tiên tiến tối ưu chất lượng âm thanh. Khi mua Cutman KS7S tại Minh Phụng Music, các bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp và lãi suất 0%. Được nhìn thấy niềm vui từ ánh mắt mẹ và em trai tươi cười khi mua Cutman KS7S chính là sự khích lệ to lớn dành cho mọi nỗ lực của đội ngũ chúng mình. Vậy là buổi giao piano điện KS7S đến với khách hàng tại quận 12 đã hoàn tất. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like, share, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu piano điện yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.